U uất đến mức phải điều trị trầm cảm vì thất tình, nam em còn suy nghĩ bi lụy, sau cơn mưa trời lại ướt. Chơi bản nhạc buồn Kid The Rain, nam em để lộ vóc dáng tiều tụy, giữa ồn ào tình ái với nam danh hài Trường Giang. Cách đây ít giờ, Hoa Khôi nam em chia sẻ clip chơi đàn piano trên trang cá nhân, thể hiện bản nhạc buồn kinh điển Kid The Rain. Người đẹp Tiền Giang để lộ dáng vẻ tiều tụy và tâm trạng u buồn giữa thời điểm thất tình vì danh hài Trường Giang. Sau cơn mưa trời lại ướt, nam em viết, có vẻ như đến giờ phút này cô vẫn chưa thể lạc quan hơn sau rất nhiều chuyện xảy ra. Nam em viết sau cơn mưa trời lại ướt. Tối ngày 22 tháng 4, một fanpage đã bắt gặp cảnh người đẹp Tiền Giang xuất hiện tại một khoa điều trị tâm lý tại thành phố Hồ Chí Minh. Diện đầm đen và đội mũ che nửa mặt, chân dài họ Nguyễn để lộ gương mặt mệt mỏi không còn thần sắc. Nguồn tin cho biết thêm, nam em ngồi trong phòng khám 2 tiếng đồng hồ trước khi ra xe về. Trong quá trình trò chuyện cùng bác sĩ tâm lý, cô khóc nhiều và liên tục đập bàn. Trở lại diễn biến mới nhất của ồn ào tình tay ba Trường Giang nam em nhà Phương. Nam chính đã chính thức lên tiếng thừa nhận thích người đẹp Tiền Giang sau một thời gian dài im lặng. Tuy nhiên anh khẳng định đó không phải tình yêu. Cho rằng đầu óc nam em không bình thường, Trường Giang khẳng định sẽ không để cô sống yên ổn nếu dám đụng chạm tới nhà Phương. Nói thêm về một loạt hành động gây chú ý của nam em trong thời gian qua như livestream trên báo kể về tình yêu, tặng bắn sinh nhật bí mật, danh hài xứ Quảng nhận định đó là chiến lược đánh bóng tên tuổi. Còn phía mỹ nhân Tiền Giang, cô vẫn yêu say đắm Trường Giang cho dù bị đe dọa. Nam em còn khẳng định anh ấy bỏ tôi là một sự hối tiếc trong cả cuộc đời này. Em vẫn còn yêu anh Giang, dù thời gian em và anh Giang yêu đương chỉ khoảng hơn 30 ngày. Nếu ai xem Titanic sẽ hiểu, gặp nhau một ngày mà là duyên phận định mệnh, thì người ta có thể yêu người đó bất chấp mọi thứ có thể xảy đến, dù đó là cái chết. Em biết mình mù quáng từ những ngày đầu yêu anh Giang, em vẫn luôn tự nói với mình rằng sẽ không yêu Trường Giang đâu. Nhưng anh theo đuổi em tích cực quá, anh đi quá nhanh vào trái tim em nhanh và tích cực quá để rồi không còn lối thoát, nam em giải bày. Buồn vì Trường Giang, nam em tự phong cho mình danh hiệu Miss Thất Tình. Quay game show chung với Hương Giang, Trường Giang bỗng bỏ về ngang xương. Mới tối hôm qua, Trường Giang lại một lần nữa bỏ show về ngang và chỉ để lại một câu khiến ai cũng hoang mang. Đầu tiên hồi đầu tháng 2, 2017, công chúng xôn xao một dạo vì Trường Giang bỏ sân khấu, bỏ dở tiểu phẩm và bỏ mặc cả bạn diễn nữ cùng hàng trăm khán giả đang chờ đợi anh để rút vào hậu trường vì một khán giả quá khích ném chai nước lên sân khấu. Phản ứng của Trường Giang được hiểu là khi anh cảm thấy không hài lòng, anh sẵn sàng mặc kệ tất cả, không có thương lượng, không có lý lẽ hay sự cảm thông nào hết. Cảm xúc của anh, vị trí của anh được tôn trọng trên hết. Tất nhiên sau đó, với làn sóng phản ứng từ dư luận và từ cả những anh chị em trong nghề, Trường Giang đã rút được kinh nghiệm cho bản thân và có cách ứng xử mềm mại tinh tế hơn. Và mới tối hôm qua, Trường Giang lại một lần nữa bỏ show, bỏ ngang và chỉ để lại một câu cảm thấy trong người không vui. Thông tin trên đang được cộng đồng mạng chia sẻ rất nhanh trên mạng xã hội. Được biết đây là một chương trình tại một trung tâm thương mại. Đang ghi hình ngon lành, bỗng Trường Giang nổi giận bỏ về, bỏ mặc luôn cả Hương Giang ở lại. Đang bắt cặp trong chương trình với Trường Giang, Hương Giang ở lại bơ vơ và rất may có MC nên cũng đỡ tuổi. Cư dân mạng có mặt tại trung tâm thương mại lúc đó chụp hình và đăng lên mạng xã hội. Chưa biết rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng hành động của lịch sử lặp lại này của Trường Giang khiến nhiều người hoang mang. Người thì tức giận vì thực sự chẳng ai biết nguyên nhân thực sự đằng sau. Dĩ nhiên sẽ không có chuyện vô cớ mà Trường Giang lại nổi giận và bỏ về. Quan trọng hơn nữa là lý do đó, có đủ để Trường Giang làm ra hành động này hay không? Lại nói về mối quan hệ của Trường Giang và Hương Giang gần đây, họ trở nên vô cùng thân thiết, xuất hiện cùng nhau rất nhiều. Hôm 20 tháng 4, nhân sinh nhật của danh hài Trường Giang, nàng Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 vừa có một hành động vô cùng đáng yêu khi bí mật mua bánh kem chúc mừng đàn anh, mọi người đã cùng hát tặng, cũng như gửi đến mười khó những lời chúc tốt đẹp nhất. Sau loạt ồn ào ngoài ý muốn kéo dài đến tận hôm nay, thì đây có lẽ là giây phút bình yên nhất của danh hài khi bước sang tuổi mới. Hẳn người hâm mộ cũng cảm thấy ấm lòng với tình cảm đồng nghiệp đã dành cho Trường Giang. Nhã Phương bị kẻ xấu mạo danh, đăng đàn ẩn ý về lùm xùm nam em. Thời gian gần đây, fan không khỏi xôn xao khi một tài khoản Instagram
có tên Nhã Phương, sở hữu khá nhiều người theo dõi, liên tục chia sẻ nhiều bài viết đầy ẩn ý về lùm xùm hiện tại. Những ngày vừa qua, sau khi nam em khiến showbiz chấn động bằng nhiều hành động như dàn dựng clip tặng bánh sinh nhật, treo poster MV trước quán ăn của Trường Giang, scandal tình ái tưởng như đã lắng xuống một lần nữa, trở thành đề tài gây xôn xao bàn tán. Trong khi Trường Giang lên tiếng nhận sai, đính chính và giải thích về chuyện cũ, thì Nhã Phương vẫn quyết định giữ im lặng trước ồn ào trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, fan không khỏi xôn xao khi một tài khoản Instagram có tên Nhã Phương, sở hữu khá nhiều người theo dõi, liên tục chia sẻ nhiều bài viết đầy ẩn ý về lùm xùm hiện tại. Cụ thể, những dòng chú thích như "Hãy sống đúng phong cách của một cô gái Việt Nam thật thụ, kiên cường mạnh mẽ nhưng vẫn đầy nữ tính, cam chịu nhưng không có nghĩa là yếu đuối để bị chà đạp", hay "Cố tỏ ra yếu đuối để làm gì, trong khi bản thân mình không tự vận động để giải quyết vấn đề theo hướng lạc quan hơn, đừng ngồi đó để than vãn hay làm những gì để cuộc sống của bạn thanh thản hơn", khiến không ít cư dân mạng cho rằng đây là phản ứng của người đẹp sinh năm 1990 về câu chuyện Trường Giang nam em. Tuy nhiên, fan Nhã Phương nhanh chóng nhận ra đây là tài khoản giả và gửi lời cảnh báo tới cộng đồng mạng. Trên fanpage chính thức, nữ diễn viên tuổi thanh xuân cũng nhiều lần chia sẻ thông tin về Instagram chính chủ. Tuy nhiên, do ít đăng bài cập nhật nên tài khoản này của Nhã Phương không được nhiều người biết đến. Trên Instagram chính chủ, Nhã Phương chỉ chia sẻ hình ảnh về cuộc sống đời thường, các hoạt động nghệ thuật và rời xa những thị phi ồn ào showbiz. Những hình ảnh gần đây của Nhã Phương nhận được nhiều lời khen ngợi từ công chúng. Vừa bước lên thảm đỏ đã nghe fan gọi to tên Nhã Phương, Trường Giang bối rối nhưng vẫn tủm tỉm, giờ thì gặp phăng. Chuyện tình dài trường kỳ giữa Trường Giang nam em Nhã Phương là tâm điểm truyền thông những ngày qua. Trường Giang Nhã Phương từng là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Tuy nhiên, sau những ồn ào tình ái với nam em, Trường Giang chỉ còn biết nghẹn ngào khi nhắc đến người bạn gái xinh đẹp hiền lành của mình. Trước đó, khi tình cảm còn mặn nồng, Trường Giang vô cùng vui vẻ khi người hâm mộ gọi to tên Nhã Phương. Nam danh hài Đức Quảng hứng hở tạo dáng để phóng viên chụp ảnh và còn trêu chọc fan ngay trên thảm đỏ. Đột nhiên, nghe thấy người hâm mộ gọi to Nhã Phương, anh chàng đột nhiên quay lại, giả vờ cầm điện thoại. Nhưng miệng thì cứ tủm tỉm thẹn thùng. Thế nhưng đó là chuyện của quá khứ, còn hiện tại thì tình yêu của Nhã Phương Trường Giang đang có quá nhiều sóng gió. Sau khi Quế Vân nam em có thể là các bánh bèo khác nữa, thừa nhận mối quan hệ của mình với Trường Giang, người hâm mộ có thể nhìn ra được bản tính trăng hoa của Trường Giang vẫn chưa hề thay đổi. Đến lúc vụ scandal với nam em đã đi quá xa, nam danh hài tỏ ra hối lỗi ăn năn vì để Nhã Phương chịu quá nhiều thiệt thòi. Anh không dám đối diện với bạn gái vì những lỗi lầm vừa qua. Trong tôi có nhiều mâu thuẫn, nhớ thương rất nhiều nhưng lại mong Nhã Phương đừng tha thứ vì chính tôi còn không làm được điều đó. Nếu như trước đây Trường Giang vui vẻ thoải mái khi nghe đến tên Nhã Phương, thì bây giờ chắc hẳn anh cảm thấy nặng nề buồn bã khi có ai đó lỡ nhắc đến bạn gái mình. Tôi mong mọi người đừng hỏi và cũng đừng quan tâm tôi và Phương còn yêu hay không. Tôi xin mọi người đừng nói gì đến Nhã Phương nữa để cô ấy được sống bình thường. Quế Phân, xin đừng ai ném đá khi cô vui vẻ giữa sóng scandal tình ái nhấn chìm Trường Giang. Quế Phân xin mọi người đừng ném đá khi tung clip quậy với tình đơn phương giữa lúc scandal tình ái của Trường Giang vẫn chưa nguội. Giữa thời điểm drama tình ái của Trường Giang và nam em đang bị đẩy lên cao, Quế Phân, tình cũ của nam danh hài, có động thái mới, đăng tải clip tập thể dục vô cùng sexy, giọng ca một lần để mất anh nhắn nhủ, chỉ là tập thể dục thôi mà, đừng ném đá em dưới mọi hình thức. Trong clip, Quế Vân mặc sexy với áo crop top tông trắng kết hợp với quần họa tiết đỏ, nhảy uốn éo theo điệu nhạc của bài Tình Đơn Phương. Đôi khi thấy em cười vui lòng anh sao xuyến, nàng ơi hay biết chăng, anh đã yêu từ lâu. Phủ điệu nhảy uốn éo sexy theo lời bài hát của Quế Vân giữa thời điểm tình cũ ngập trong scandal đã nhận được sự quan tâm lớn. Bên cạnh lời khen ngợi về hình thể, một số ý kiến lại liên đới sang đời tư của nữ ca sĩ. Một số nhận định cô đang mỉa mai người cũ vì loạt scandal trong thời gian qua. Nhảy mà lại theo nhạc Tình Đơn Phương ư, Quế Vân đang ngẩn ý nhắc về người cũ đây mà. Trường Giang bây giờ cô đơn quá rồi còn gì, không dám ngẩng đầu lên khi ra đường. Tình yêu cũng dang dở vì bị Nhã Phương từ bỏ. Tuy nhiên số khác lại bác bỏ và cho rằng
tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, sự trùng hợp thôi mà, các bạn đừng suy diễn lung tung. Quế Vân đã tuyên bố trút được gánh nặng sau 2 năm. Bị Tiến đu bám Trường Giang rồi, nên cô ấy không còn sân si nữa đâu. Một ý kiến nhận định. Nhã Phương, Quế Vân, Nam Em là ba cái tên nổi bật trong dàn người tình của Trường Giang cho đến thời điểm hiện tại. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân là danh chính ngôn thuận được ngôi sao làng hài công khai trước công chúng. Trong khi ca sĩ gốc Hà Thành và Hoa Khôi đồng bằng sông Cửu Long lại được khui trong sóng gió. Tháng 3 vừa qua, Nam Em bất ngờ thú nhận 30 ngày yêu tượng chết tới Trường Giang. Lời thổ lộ về mối tình gian dở, chỉ có nốt thăng chưa từng xuống nút dán của người đẹp miền Tây, đã nhận được sự đồng cảm lớn từ Quế Vân. Trước đó, Quế Vân từng tố cáo bạn trai Nhã Phương lăng nhăng, phụ tình cô cách đây 2 năm, đúng dịp Valentine 14 tháng 2, 2016. Bên vực Nam Em, giọng ca nỗi đau từ người em tin nhất đã lên tiếng bóc bài tán gái trăm lần như một của Trường Giang và khuyên tình cũ đừng gieo nghiệp nữa kẻo bị quả báo nặng. Một số ý kiến đồng tình dành lời an ủi động viên cho hai mỹ nhân vì đã vượt qua được lưới tình. Tuy nhiên, số khác lại nhận định Quế Vân đang đu bám sau scandal để biện minh cho việc làm kẻ thứ ba trong quá khứ và ham nóng tên tuổi ở hiện tại. Giữa những điều tiếng xung quanh, Quế Vân đã quyết định mở lời nói một lần cho rõ, dù trước đó từng tự nhủ quên cũng là một lẽ sống và rời xa cũng là một cách để yêu thương. Theo đó, giọng ca nỗi đau từ người em tin nhất đã lên tiếng. Trong talk show lần đầu tôi kể, Quế Vân mắng tình cũ họ Võ là kẻ ăn rồi quẹt mỏ và rằng nếu là Nhã Phương, cô sẽ rất xấu hổ về bạn trai của mình. Tôi thoải mái vì trút được gánh nặng sau 2 năm, mang tiếng đu bám Trường Giang, Quế Vân hân hoan.